Hôm nay Việt Hương có một nửa hoàng mỹ rất là dễ thương, xinh xắn, vinh khoái cái đứng ngắm hoài. Nó lối xấu, em yêu trong âm thầm lặng lẽ. Yêu ai vậy? Yêu thầy giáo à? Không phải, tại mấy bạn nó đẹp trai lắm, em thích thôi chị. Đẹp trai cỡ anh Vinh không? Gu của em là phải hơn rồi chị. Gu là phải hơn nha. Tôi biết tôi già rồi. Già rồi, già rồi. Chị Hương à, bên đây thì em nghĩ là ai cũng có tài lẻ và ai cũng có cái sự thú vị riêng. Tôi chưa có cần tài lẻ, giờ tôi qua tôi coi dung nhan đẹp cỡ nào mà không có bồ. Trời ơi, ba ông đẹp xuất sắc. Vinh, chị cất vô tủ đi. Đẹp trai ha, 23 tuổi làm gì chưa có bồ. Em không biết cách nói chuyện và không có biết là giống như là chinh phục bạn nữ. Nghe hả? Anh sẽ giúp em thay đổi được cục diện. Dạ. Em nhìn anh em đi. Em không là gì. Ê, tới giờ luôn á. Ừ. Cái tào lao lắm. Em phải gì Toàn à? Dạ Hiếu Toàn. Trời ơi, có Hiếu còn an toàn nữa. Còn gì bằng, đẹp trai quá, bán chuối nướng à. Em 50 trái chuối nướng lá chở tới công ty chị. Ê, lát ship tới giùm phi shipping nha. Phi ship luôn. Ờ, phi ship luôn. Tôi nít bọc ở ngoài đúng không? Trời đất ơi, cái dòng nó ăn nó đã lắm. Nước cốt tràn lên, đẩy thêm miếng đậu phộng nữa. Trời ơi, còn gì nữa Vy Anh ơi. Bán chuối nướng, gái nó vô. Nó bán, chê trái chuối nướng rồi nó có đứng luôn rồi. Cái ấy rồi, giao lưu rồi, xin xương đại rồi có. Là có gì? Đọc thơ nhỏ nhỏ cũng được. Đọc thơ nữa. Hôm qua em đi cầu. À. Cái văn cơ từ của Việt Nam nó nhúc nhích một cái là mệt lắm. Hôm qua em qua cầu, mà rung quá nhỏ bỏ chữ qua luôn. Cho ba anh chàng biết, khi cưới cổ về có con là cổ ru cho tới sáng, một kho luôn để nhạc thiếu nhi không ngon lành. Em nghĩ ai là người giao hàng và ai là người bán chuối nướng? Dạ anh giao hàng là anh ở đằng sau đen nhất thì chắc là anh giao hàng rồi. Cái ông mà giao hàng là cái ông làm sếp, có nghĩa là ông chỉ ngồi ở nhà ông tổ chức cho một đám đi giao thôi, còn ông ở nhà ông selfie đắp mặt nạ trắng bóc à. Ừ, bạn này là bạn Phát, là bạn mới là người shipper giao hàng. À, còn cái anh đen đen kia, anh buôn gánh bán bưng, ngày bán có 100 mấy 200 trái chuối thôi, mà làm chủ nữa. Chỉ có điều ổng ham tiền, ổng tràn cái đường, ổng thâu tiền cho nên nước dao hơi bất ít thôi. Chứ anh chàng đó là 1m85, bán chuối nếp nướng. Đó, để cần nhớ. Ở nhà ai nướng chuối nướng, ổng đứng cái bên ổng nhúng. Đó. Cái chuối chín là ổng thâu tiền. Tính của em nó hơi bị điên điên anh. Ý thân chủ của tôi nói là tính vui tánh á, kiểu như hơi tăng động á, dạ, chứ không có bị điên. Không thích cuộc sống im lặng á thì... Em thích cuộc sống ồn ào cỡ chị không? Dạ. Nói chung là chị bị đuổi ra khỏi nhà mấy lần mà bị nhức đầu á em. Nhìn vào mắt bạn nữ, các bạn hãy đoán xem là bạn nữ thích môn thể thao gì? Trời ơi, nhìn vô cặp mắt mà hỏi ta thích môn thể thao gì? Phải nhìn vô cặp giò mới biết chứ đúng không? Nhìn vô cặp giò là tụi em biết là chị thích môn thể thao gì phải không? Cái gì? Bóng rổ. Đó. Môn bóng chuyền bóng rổ là môn mơ ước. Cái gì cũng có mình mới mơ. Nếu như biết trước rằng mình chỉ còn được sống một năm thì bạn gái của bạn sẽ làm gì? Còn đây là gì? Gì vậy? Đi ăn thịt vịt hả? Nước Nga. Nước Nga. Con thiên Nga. Ok. Cái con thiên Nga cũng không có giống đâu. Ok, em đừng có binh vực chào tào lao vậy nha. Em không hình dung con đó thế nào. Đi nước Nga là vẽ con thiên Nga. Vậy đi nước Lào em vẽ đeo dép Lào hả? Còn vực cặp nữa trời ạ. Anh thích tụi em ôm với nhau liền để làm liền đi. Không phải vậy. Khỏi cắt da đi, mình cắt nạt thôi. Hay mình để nguyên miếng mình đổ con cái luôn được không? Mình cắt da cho nó ngon hơn chứ anh Vinh. Ôi dạ, hỏi thăm đi. Mày thấy hỏi nhiều lắm mà. Sắc có con tôm đúng vậy đó. Ừ. Bỏ cái đầu vô luôn hả? Ừ, mấy bạn ăn đó nha. Bỏ cái gì vô là phải ăn cho hết. Ừ. Một chút xíu bột nêm nè. Em rờ đâu dưới đây vậy? Dưới đây nó mềm lắm hả? Hay sao? Một người xây dựng và một người đạp đổ thưa quý vị. Bánh này là bánh gì đó? Em nghĩ là cái bánh này là chắc cái bánh bèo nhèo. Hay quá cái tên xuất sắc. Bánh bèo nhèo. Trời ơi, cái gì như cái nồi dẻ. Thôi em nói nó đẹp hả chị?